Wow, các bạn ơi, bạn xe lửa Thomas của chúng ta đã hoạt động rồi kìa. Wow, các bạn. Rồi kìa, rồi tiếp tục. Xe lửa nè, có cứu hộ nè, chó cứu hộ nè. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng xây dựng thành phố xe với mình nha. Wow, các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì nè các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cảnh sát nè chiếc bạn. Rồi, còn đây là chiếc xe cứu hộ nè. Wow, chiếc xe cứu hộ có cái cần cẩu nè các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ cho cái dây cẩu này ra nha. Đó, các bạn nhìn nè. Đó, dây tời đang được kéo ra nè các bạn. Wow, chiếc xe rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi, còn đây là chiếc xe cảnh sát nha. Đó, chúng ta sẽ để chiếc xe lên đây nè. Đó, đây là chiếc xe cứu hộ kéo chiếc xe cảnh sát nè các bạn. Wow, rồi mình để đây nha các bạn. Wow, các bạn ơi, ở bên này có cái gì đây các bạn? Ui, các bạn ơi, đây là những siêu anh hùng nè các bạn. Ồ, những siêu anh hùng này đang bị nhốt trong cái hộp. Được rồi, để mình sẽ lấy những siêu anh hùng này ra nha. Wow, đầu tiên đây là ai đây các bạn? À, đây là Batman nè. Ồ, các bạn ơi, đây là một Batman màu xám và Batman màu đen nha. Ồ, các bạn ơi, đây là Superman nè. Còn đây là siêu nhân nhện. Ồ, rồi mình sẽ để những siêu anh hùng ở đây bảo vệ thành phố xe của mình nha các bạn. Ui, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ sửa chữa chiếc xe này nha. Đây là xe gì đây? À, các bạn ơi, đây là chiếc xe cần cẩu nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn cái cần cẩu vô nha. Rồi, xong rồi. Đó, mình đã sửa chữa xong một chiếc xe cần cẩu rồi nè các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây các bạn. Ồ, các bạn ơi, ở bên đây có một cái hộp gì nè các bạn. Wow, các bạn ơi, đây là một hộp xe lửa Thomas nè các bạn. Để bây giờ mình sẽ lấy ra xây dựng thành phố xe lửa đây nha các bạn. Wow. Wow, các bạn ơi, đây là những cái đường ray nè các bạn. Đó, đường ray nè. Rồi, đây là đường ray nữa nè các bạn. Rồi, còn đây là các bạn, đây là cái móc kéo gỗ nha. Rồi, còn đây, đây là móc kéo chở dầu nè các bạn. Rồi, còn đây, đây là cái móc kéo chở than nè các bạn. Rồi, còn đây nè các bạn ơi. Nè, đây là bạn xe lửa Thomas của chúng ta nè. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xây dựng thành phố xe lửa nha các bạn. Ok các bạn ơi, mình đã xây dựng xong thành phố xe lửa nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho bạn xe lửa Thomas lên trên đường ray nha các bạn. Rồi, khởi động lên nè. Wow, các bạn ơi, bạn xe lửa Thomas của chúng ta đã hoạt động rồi kìa. Wow, bạn đó chạy vòng quanh thành phố xe lửa nha. Oh, rất là đẹp luôn rồi các bạn. Wow, đẹp chưa nè các bạn ơi. Đó. Rồi, mình sẽ tắt bạn xe lửa Thomas này nha. Ok, các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa chiếc xe này nha các bạn. Đây là xe gì đây? À, đây là xe cần cẩu nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn cái cần cẩu vô nè. Rồi, xong rồi. Wow, một chiếc xe cần cẩu bút cát nha các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì đây các bạn? Ô, các bạn ơi, đây là những bạn chó cứu hộ nè. Rồi, để bây giờ mình sẽ lấy những bạn chó cứu hộ này ra nha các bạn. Ô, các bạn ơi, đầu tiên đây là ai đây? À, các bạn ơi, đây là bạn chó cứu hộ Muscle nè. Đó. Rồi, các bạn ơi, đây là ai đây các bạn? À, các bạn ơi, đây là bạn chó cứu hộ Rocky hả các bạn? Phải không? Ô, bạn Trey các bạn ơi. Rồi, tiếp theo đây là bạn chó cứu hộ gì đây các bạn? À, đây là bạn Sky nha. Rồi, còn đây là ai đây các bạn? À, đây là anh Rider nè. Chiếc xe của anh Rider nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh Rider lái chiếc xe này nha. Đó, rất là đẹp luôn các bạn. Rồi, tiếp theo, đây là ai đây các bạn? À, đây là chị Caddy nè các bạn ơi. Còn đây là bạn chó cứu hộ gì đây các bạn? À, đây là bạn Rubble nha. Rồi, tiếp theo đây là ai đây các bạn? À, đây là bạn Rocky nha. Và cuối cùng đây là ai đây các bạn? À, đây là bạn Zuma nè. Wow, những bạn chó cứu hộ này đẹp quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho những bạn chó cứu hộ này bảo vệ thành phố xe lửa của chúng ta nha. Mình đi qua đây các bạn, mình sẽ sửa chữa chiếc xe chở rác nha. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn bánh xe vô cho chiếc xe chở rác này nha các bạn. Đây nè, xong rồi, một bánh rồi các bạn ơi. Tiếp tục thêm một bánh nữa nè các bạn. Đây, xong rồi. Đó, y các bạn ơi, chiếc xe chở rác của chúng ta bị hư cái thùng rác rồi nè. Bây giờ mình sẽ gắn cái thùng rác lại nha các bạn. Đây, một cái nè. Rồi, đây nè. Có xong rồi. Có như vậy là mình đã sửa chữa xong chiếc xe chở rác rồi nè các bạn. Chạy chiếc xe chở rác này ra nha. Rồi, tiếp tục nào các bạn ơi. Phía trước chúng ta có những chiếc xe gì đây? Y các bạn ơi, hình như đây là một bạn xe ben nè các bạn. Ồ, bạn xe ben bị xúc bánh xe kìa. Rồi, bây giờ mình sẽ lôi bạn xe ben ra nha. Đây, đây là bạn xe ben nè. Rồi, bây giờ á mình sẽ sửa bánh xe cho bạn xe ben này nha các bạn. Đây, mình sẽ gắn bánh xe lại cho bạn đó nha. Một bánh rồi nè các bạn. Tiếp tục thêm một bánh ở đây nữa nè các bạn. Đây, để mình gắn vô đây nha. Rồi, xong rồi. Đó, như vậy là mình đã sửa chữa xong chiếc xe ben này nè các bạn. Wow, các bạn ơi, đây là bạn Bully nè các bạn. Bạn Bully xe ben này cũng đang bị hư bánh xe nè các bạn. Để bây giờ mình gắn bánh xe cho bạn đó nha các bạn. Rồi, xong rồi nè. Đó, một bánh rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn thêm một bánh bên đây nữa nha các bạn. Rồi, xong rồi. Đó. Chạy bạn xe ben Bully qua đây nào các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, phía trước chúng ta có cái chiếc xe gì kìa. Wow, một chiếc xe cần cẩu các bạn. Nè, có cái đầu điều khiển nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra xem nha các bạn. Wow, mở chiếc xe này ra coi nào các bạn ơi, chiếc xe này rất là to luôn đó nha. Nè các bạn, đây để mình lôi ra các bạn. Wow, các bạn nhìn nè. Ô, một chiếc xe siêu to khủng lồ luôn. Đó, đây là cái đồ điều khiển nè các bạn. Wow, chiếc xe này xịn quá các bạn ơi. Các bạn nhìn nè, đây là xe bánh xích nha các bạn. Ô, bên này nè các bạn, chúng ta có thể mở này ra.
Nè các bạn ơi, đây là cái chỗ lắp pin nè, pin của cục pin của chiếc xe nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đóng nắp lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm chỗ khởi động coi. À các bạn ơi, khởi động dưới này nè các bạn. Rồi các bạn ơi, mình khởi động lên mình thấy có sáng đèn rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đồ điều khiển nha các bạn. Mình thử bật cái nút này nè các bạn. Wow các bạn ơi, mình bật cái là chiếc xe nó chạy giật một cái luôn á các bạn. Nè các bạn nhìn nè, đó các bạn thấy ghê chưa. Rồi bây giờ mình sẽ cho xe chạy tới nè. Wow, cho xe chạy lùi nè. Hay chưa các bạn. Rồi giờ mình thử nút này coi. Ý các bạn ơi, cái nút này là cái gầu nó múc cát kìa các bạn. Đó, hay chưa kìa các bạn. Rồi bây giờ mình thử nút này nha. Ôi, cái nút này là nút quay các bạn. Rồi cái nút ở dưới này. Đó, các bạn ơi, cái gầu múc cát đang đưa lên kìa các bạn thấy chưa. Đó, cái gầu múc cát đang đưa lên nè. Đó, rồi bây giờ mình thử cái nút này các bạn. Ô, cái nút này là cái chiếc xe sẽ quay cái bệ cẩu nè các bạn. Wow, rồi cái nút này thử rồi các bạn. Nè, ô cái nút này là quay ngược lại nha. Wow, chiếc xe xịn chưa nè các bạn. Đó, rất là xịn luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho xe chạy ve nè. Đó, rồi mình xoay nè. Đó, rồi chạy ve nè. Rồi chạy tới nè. Ôi các bạn ơi, ôi chiếc xe bị gì các bạn ơi. Ôi chiếc xe bị gì rồi các bạn ơi. Ôi chiếc xe đang chạy mà nó bị gì các bạn. Nè, đó. Ô các bạn ơi, hình như này xe này đang bị yếu động cơ các bạn ơi. Nè nó chỉ chạy được một bên thôi các bạn ơi. Nè, đó nó chỉ chạy được một bên thôi à. Ô chiếc xe này bị gì rồi. Ô chiếc xe này bị gì rồi các bạn ơi. Nè, bây giờ mình bấm hai cái không được nữa các bạn. Nè, mình bấm cho chạy tới không được các bạn ơi. Rồi. Ô vậy là chiếc xe này đã yếu pin rồi các bạn ơi. Ô vậy là chiếc xe này đã bị yếu pin rồi các bạn ơi. Tiếc quá đi, thôi mình tắt đi nha các bạn. Đó, rồi bây giờ mình đi qua đây các bạn ơi. Ui các bạn ơi, bên này có cái hộp gì. Ui, có chiếc xe nữa nè các bạn. Ô đây là xe chậu bê tông nè. Xe chậu bê tông đang bị hư. Rồi bây giờ mình sẽ sửa chữa lại chiếc xe chậu bê tông này nha các bạn. Đây nè, gắn cái đồ chậu bê tông vô các bạn. Rồi xong rồi nè các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì các bạn. Wow, nguyên một hộp khẩu súng xịn quá các bạn ơi. Nè bây giờ mình sẽ mở cái chậu cùng xem nha. Đây nè, mở đây các bạn. Nè nè các bạn ơi. Wow, hộp súng này đáo nha các bạn. Nè. To chưa nè các bạn ơi. Đó các bạn nhìn nè, dài chưa, rất là dài luôn các bạn. Nè chúng ta có thể nhấn đây nè các bạn. Đó mình sẽ rút. Đó khẩu súng ta thành súng ngắn nè các bạn. Wow xịn chưa. Nè đây là những viên đạn nè các bạn. Đó rất là nhiều đạn luôn các bạn không. Đó nhiều đạn chưa nè. Rồi bây giờ ở đây còn có đạn nữa nè các bạn. Đó rất là nhiều đạn luôn nha. Mình sẽ gắn cái này lại cho nó dài nha các bạn. Đó rất là dài luôn các bạn. Các bạn ơi, để bây giờ mình mở chỗ này ra mình kiểm tra pin nha các bạn. Ui các bạn ơi, chưa có pin các bạn ơi. Ô chưa có pin thì làm sao mà hoạt động được các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp pin vô nha. Đó mình cần 3 cục pin nha các bạn. Rồi ok. Wow các bạn ơi, mình mới lắp pin là nó khởi động rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đậy cái nắp lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình khởi động đây nè. Ồ các bạn thấy chưa. Wow, nghe âm thanh rất là ngầu luôn phải không các bạn. Đó. Khẩu súng nó hoạt động lại rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nhắm mục tiêu nha. Mình đã có mục tiêu rồi các bạn ơi. Phía trước của mình đây là xe lửa Thomas nè. Rồi còn đây điểm siêu nhân nhện. Bắn nào. Wow, bắn rồi, ngã rồi. Wow. Hay quá các bạn ơi, tiếp tục nào, siêu nhân nhện. Ô, siêu nhân nhện không ngã các bạn. Ô, rồi kìa. Rồi tiếp tục. Xe lửa nè. Wow, bạn xe lửa này rất là mạnh luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp tục bên đây. Chó cứu hộ nè. Wow các bạn ơi, mình bắn đã hết đạn rồi các bạn. Đó, các bạn thấy khẩu súng này chơi hay chưa. Đó, chúng ta có thể nhắm những mục tiêu và tập bắn nha các bạn. Rồi tắt đi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, từ nãy giờ mình khám phá được rất là nhiều món đồ chơi không các bạn. Nhưng mà bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nha, ăn cơm học bài làm bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.